Vũ khí mới của Nga khiến phòng không Ukraine không thể ngăn chặn. Ukraine đang gặp trở ngại trước bom lượn của Nga và không có khả năng ngăn chặn sự tấn công của các vũ khí này, truyền thông Ukraine và Nga đưa tin. Người phát ngôn không quân Ukraine Yuri Inat nhận định bom dẫn đường hay bom lượn là mối đe dọa mới, đồng thời cho biết chúng được các lực lượng của Nga sử dụng gần như hàng ngày. Theo ông, có tới 20 quả bom lượn được phóng mỗi ngày dọc tiền tuyến và chúng có hiệu quả rõ rệt tại những khu vực giao tranh ở Donetsk. Người phát ngôn không quân Ukraine cho biết những quả bom được thả từ máy bay chiến đấu Su-34 và Su-35 của Nga nằm ngoài tầm hoạt động của các hệ thống phòng không của Kiev. Theo ông, Ukraine cần các hệ thống phòng không được nâng cấp như Patriot để đối phó với mối đe dọa mới này. Mỹ đã cam kết hỗ trợ Ukraine hệ thống trên, đồng thời khẳng định sẽ thúc đẩy quá trình chuyển giao để Patriot sớm hoạt động ở Ukraine. Nga sử dụng các loại bom đạn đã được điều chỉnh như KAB-500 ở Ukraine, trong đó có khu vực Sumy. Truyền thông nước này đưa tin Nga đã sử dụng bom dẫn đường mới phát triển có trọng lượng 1.500 kg được tiết lộ vào năm 2019. Hãng tin quân sự Ukraine Defense Express cho biết bom UPAB-1500B có tầm hoạt động lên tới 40 km đã được sử dụng đầu năm nay ở khu vực Chernihiv thuộc phía bắc Ukraine. Đầu đạn của quả bom này nặng hơn 1.000 kg, trong khi nó sử dụng hệ thống dẫn đường quán tính và vệ tinh để vươn tới mục tiêu. UPAB-1500B có thể được vận chuyển bởi nhiều máy bay chiến đấu của Nga, trong đó có tiêm kích đa nhiệm và máy bay ném bom. Biên tập viên của Defense Express, ông Oleg Katkov cho rằng, loại bom lượn này có thể tấn công các mục tiêu được bảo vệ cao và là một loại vũ khí khá nguy hiểm. Phá hủy những phương tiện chở chúng là cách duy nhất, ông cho hay, đồng thời nói rằng, chúng ta không chiến đấu với loại bom này mà là máy bay ném bom chở chúng. Được NATO đặt tên là Spider-B, còn Mỹ gọi là SS-26, hệ thống tên lửa đất, đất chiến dịch, chiến thuật của Nga do Viện Thiết kế Chế tạo Cơ khí Columna phát triển nhằm thay thế cho các hệ thống tên lửa như Scud, SS-20 và Joker đã lạc hậu. Những khẩu đội Iskander đầu tiên được đưa vào sử dụng vào năm 2006. Hệ thống tên lửa Iskander bao gồm tên lửa, xe vận chuyển nạp đạn, xe chỉ huy, xe xử lý tình báo, xe bảo dưỡng kỹ thuật, trang bị đồng bộ và khí tài huấn luyện mô hình. Mỗi xe vận chuyển mang 2 quả đạn, dự trữ 2 quả với khả năng bắn hết 2 đạn chỉ trong vòng 1 phút vào 2 mục tiêu khác nhau, bán kính size số 5-7m. Tên lửa Iskander có 3 phiên bản Iskander E cho xuất khẩu, phiên bản Iskander M đang được quân đội Nga sử dụng và phiên bản Iskander K đang thử nghiệm. Đặc biệt, tên lửa áp dụng công nghệ tàng hình và nhiều biện pháp kết cấu như lớp phủ đặc biệt sau khi phóng cắt bỏ nhanh bộ phận tăng tốc. Diện tích phản xạ hiệu dụng nhỏ, quỹ đạo bay phần lớn ở độ cao 50.000 m, nhờ đó làm giảm xác suất bị các vũ khí đánh chặn từ mặt đất và trên không. Ngoài ra, do Iskander sử dụng động cơ đẩy rocket nhiên liệu rắn, quỹ đạo bay thay đổi linh hoạt nên rất khó phán đoán. Giai đoạn đầu, tên lửa được điều khiển bằng vector luồng phụt, sau khi tăng tốc chuyển sang chế độ điều khiển khi lái cánh động. Một trong những tên lửa mà Nga đã triển khai rộng rãi trong chiến dịch quân sự ở Ukraine với độ chính xác vượt trội và sức công phá khủng khiếp là Iskander-M. Đây là hệ thống tên lửa đạn đạo di động độc đáo với tầm bắn lên tới 400 km và có khả năng mang đầu đạn hạt nhân. Phiên bản Iskander-M dài 7,2 m, đường kính thân đoạn lớn nhất 0,95 m, trọng lượng bay 3,8 tấn, đầu đạn 380 kg, có thể bay trên độ cao 50 km, tầm bắn từ 50 đến 480 km. Iskander-M được thiết kế với một hệ thống cảm biến và tên lửa có thể nhanh chóng tấn công các mục tiêu xung quanh chiến trường. Iskander-M có khả năng cơ động nhanh ở giai đoạn cuối. Ngoài ra, hệ thống này còn có bộ gây nhiễu để chặn thiết bị dò tìm chủ động của đối phương. Sau khi chứng minh được hiệu quả trong chiến đấu, Iskander-M đã được chuyển giao cho Belarus vào cuối tháng 12 năm 2022. Trong khi đó, biến thể xuất khẩu Iskander-E đang được nhiều nước quan tâm. Biến thể này có phạm vi hoạt động 280 km. Ở giai đoạn tăng tốc và tiếp cận mục tiêu, tên lửa có thể thực hiện bay theo phương ngang cơ động linh hoạt, gây khó khăn cho việc bám sát và đánh chặn. Vì kiểu đường bay của tên lửa rất đặc biệt nên nó có thể chịu được sự quá tải. Muốn đánh chặn Iskander, các phương tiện chống tên lửa phải chịu được quá tải cao gấp 1 đến 2 lần. Đây là điều hầu như không thể đạt được. Theo đó, hệ thống tên lửa Iskander có thể sử dụng nhiều loại đầu chiến đấu khác nhau.
đầu chiến đấu kiểu mẹ con, đầu chiến đấu xuyên sâu và đầu chiến đấu nổ phá sát thương. Ngoài ra, còn có thể phối ghép với các loại đầu nổ khác. Trực thăng K-52 Alligator. Nga cũng đã triển khai rộng rãi hai loại trực thăng là K-52 Alligator và Mi-171SH ở Ukraine. Hồi tháng 5 năm 2022, Giám đốc Rosoboro Export cho biết họ đang theo dõi sát sao việc sử dụng khí tài chiến đấu trong chiến dịch quân sự ở Ukraine, máy bay trực thăng quân sự K-52 và Mi-28N và phiên bản xuất khẩu là Mi-171SH của Mi-8AMTSH đã được sử dụng hiệu quả. Theo các chuyên gia, việc sử dụng hiệu quả trực thăng K-52 Alligator của lực lượng hàng không vũ trụ Nga trong chiến dịch có liên quan đến quá trình hiện đại hóa các phương tiện và kho vũ khí. Có biệt danh là Alligator, tức cá sấu, trực thăng K-52 của hãng chế tạo trực thăng nổi tiếng Kharkov của Nga được thiết kế cho các nhiệm vụ tuần tra, trinh sát, đồng thời chống tăng, chi viện hỏa lực hay tấn công các mục tiêu đường không ở tốc độ thấp. Alligator là trực thăng tấn công mặt đất tiên tiến, được triển khai để tiêu diệt xe tăng và đội hình mặt đất, thậm chí cả binh sĩ đối phương, máy bay trực thăng cả trên chiến tuyến cũng như trong chiến thuật dự phòng của đối phương bằng vũ khí tiên tiến. Chỉ huy không quân Nga đã ca ngợi trực thăng Nga Kharkov K-52 Alligator là tốt nhất thế giới trong bài phát biểu ở cuộc thi máy bay chiến đấu Aviadas 2015 được tổ chức ở thành phố Voronezh, miền Tây Nam nước Nga. Đầu năm 2015, Phó Thủ tướng Nga Dmitry Rogozin cũng đã đưa ra lời khen ngợi tương tự sau khi có chuyến bay thử nghiệm trên chiếc K-52 Alligator. Theo đó, ông đã gọi chiếc trực thăng này là xe tăng bay với hệ thống vũ khí chiến đấu, do thám hiện đại bậc nhất thế giới, cũng như các tính năng tự động lái và dễ dàng điều khiển. Trực thăng tấn công K-52 Alligator được giới thiệu lần đầu vào tháng 12 năm 2006. Chuyến bay đầu tiên được thực hiện vào tháng 6 năm 1997. Nó được thiết kế để có thể sử dụng trong các nhiệm vụ trinh sát và chiến đấu cùng một lúc. Đặc biệt, chiếc trực thăng này có thể vận hành trong mọi điều kiện thời tiết, cung cấp thông tin và điều phối các đội trực thăng, lính bộ binh xung quanh chiến trường. Nó cũng có thể hỗ trợ hỏa lực cho binh lính chiến đấu, bay tuần tra và hộ tống các đoàn xe quân sự. K-52 được trang bị vũ trang cực mạnh với 6 giá treo vũ khí hai bên hông. Các giá phóng này có thể trang bị hỗn hợp vũ khí, bao gồm 6 tên lửa chống tăng bắn chùm laser bán tự động Vickers cùng 2 bệ phóng rocket không điều khiển B-8V-20 80 ly. Tên lửa Vickers được trang bị đầu đạn liều đúc có thể xuyên giáp đến 900mm sau giáp phản ứng nổ, tầm bắn 12km. K-52 cũng sở hữu một khẩu pháo tự động 30 ly, tổng tải trọng vũ khí lên đến 2.000kg. Alligator còn được trang bị một pháo tự động 2A42 30mm gắn ở bên hông phải. Pháo có tầm bắn hiệu quả 1.500m với các mục tiêu mặt đất, 2.500m với các mục tiêu đường không. K-52 Alligator có thể đi với tốc độ hơn 290km/h và bay ở độ cao hơn 5.000m. K-52 Alligator là một phiên bản hai chỗ ngồi được thiết kế song song của KA-50, khiến cho đặc tính khí động học của máy bay trực thăng thay đổi. Trong đó, tốc độ tối đa của trực thăng giảm từ 310km/h xuống còn 300km/h và mức tiêu thụ nhiên liệu tăng lên. Ba, xe tăng T-90M của Nga sát thủ chiến trường ở Ukraine. Tiếp theo trong danh sách là T-90M, có tên đầy đủ là T-90M Prarib đột phá, là phiên bản mới nhất của dòng T-90. Đây là bản nâng cấp toàn diện của T-90 cơ bản, bao gồm mô đun tháp pháo mới với vỏ giáp nhiều lớp, khả năng bảo vệ tổ lái được cải thiện nhờ đặt giá đạn bên ngoài khoang lái và pháo chính cải tiến 125mm 2A82. Loại pháo tương tự được trang bị trên các xe thế hệ tiếp theo như T-14 AMAT. T-90M có hệ thống điều khiển hỏa lực Kalina tự động, súng máy Colt 12,7mm, điều khiển từ xa, hệ thống phòng thủ chủ động Relic và hệ thống liên lạc kỹ thuật số thế hệ 5. Những điểm mới trong thiết kế xe tăng của Nga bao gồm hệ thống điều hòa không khí, hệ thống lái và hộp số được cải tiến giúp người lái dễ sử dụng hơn. Bên cạnh đó, T-90M cũng có Arena-M, một hệ thống bảo vệ chủ động tiên tiến để chống tăng và chống tên lửa. So với biến thể T-90M, T-90 là loạt xe tăng chiến đấu chủ lực đầu tiên được sản xuất gần như hoàn toàn trong thời kỳ hậu Xô Viết. Mẫu xe tăng này được thiết kế từ giữa đến cuối những năm 1980 và là một cuộc đại tu lớn của T-72B. Mẫu xe tăng Liên Xô được đưa vào sử dụng với số lượng lớn, ban đầu được gọi là T-72BU. Mẫu xe tăng này được đặt tên T-90,
do cố Tổng thống Nga Boris Yeltsin muốn có mẫu xe tăng đầu tiên của Nga được chế tạo sau thời kỳ Xô Viết. T-90 có trọng lượng 46-48 tấn, dài 9,6 mét, rộng 3,78 mét và cao 2,22 mét. Giống như các xe tăng trước đó, T-90 nhẹ hơn và nhỏ hơn đáng kể so với xe tăng NATO giai đoạn những năm 1980 và 1990, nặng từ 62-74 tấn và cao tới 3 mét trong trường hợp của Leopard 2. Trong đó, T-90 trang bị pháo nòng trơn 2A46 125mm gạch chéo L-48 được sử dụng trên nhiều loại xe tăng Nga, Ukraine và Trung Quốc và súng máy 12,7mm hoặc 7,62mm làm vũ khí phụ. Pháo của T-90 và các biến thể của nó được đánh giá là có lợi thế hơn so với pháo nòng trơn 120mm RH-120 L-44 được trang bị trên Leopard 2 và có thể bắn đạn tới 4.000m, xa hơn 500m so với pháo của Đức. Đặc biệt, kích thước của T-90 nhỏ gọn hơn so với xe tăng phương Tây, nhằm cải thiện khả năng di chuyển, kể cả khi đi qua những không gian chật hẹp như rừng và vùng núi, tăng phạm vi hoạt động cũng như khả năng vượt sông và cầu. Có tới 1.000 xe tăng T-90 với nhiều biến thể khác nhau được sản xuất từ năm 1992 đến nay. Hiện Nga có khoảng 350 xe tăng T-90A và khoảng 100 xe tăng T-90M đưa vào phục vụ năm 2022. Ngoài ra, còn 200 xe tăng T-90 nữa đang được niêm cất. Hồi năm 2018, quân đội Nga đã công bố kế hoạch nâng cấp tất cả xe tăng T-90 lên biến thể T-90M vào năm 2025.